Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng với đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về một số lĩnh vực mà phía Ngân hàng Thế giới mong muốn hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện trong thời gian tới. Còn nội dung làm việc chiều nay liên quan đến việc chuyển đổi số, phát triển các bòn thấp, quản lý rủi ro thiên tai, quản lý tài chính công, kinh tế tuần hoàn, tái tạo đô thị về nâng cấp không gian công cộng tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi đã có những khảo sát cụ thể, làm việc trực tiếp với các sở ngành liên quan, Chiều nay, Ngân hàng Thế giới muốn nghe quan điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố về những nội dung nêu trên. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Thế giới sẽ hoàn thiện các ý tưởng trong năm 2022 và lên kế hoạch hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung dự kiến bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Phía Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ Đà Nẵng về ý tưởng, phương pháp triển khai cũng như các nguồn lực tài chính và chuyên gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh ghi nhận thiện chí của Ngân hàng Thế giới cũng như đánh giá cao những hỗ trợ của Ngân hàng với Đà Nẵng trong thời gian qua chủ tịch giao cho các sở ngành tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng thế giới trong các bước tiếp theo đồng thời đưa ra một số nội dung mang tính cấp bách cần được quan tâm sớm hơn như huy động nguồn lực hỗ trợ đà nẵng thực hiện các hạng mục đầu tư công tài thiết đô thị chia sẻ kinh nghiệm về phương án tính giá đất sát thị trường phương án hợp tác công tư ppp giải pháp đồng bộ dữ liệu đặc biệt là dữ liệu về đất đai v v